Hello, xin chào tất cả mọi người. Lại là mình Trung Còi Apple TV đây. Hôm nay mình lại có một số kèo lên cho tất cả anh em nhé. Đầu video thì mình cảm ơn tất cả mọi người đã đăng ký theo dõi và ủng hộ kênh mình suốt quãng thời gian vừa qua. Thì mình cảm ơn mọi người. Thì mình sẽ cố gắng tìm những cái sản phẩm gọi là tốt nhất, giá thành hợp lý nhất để đến từng tay anh em, từng tay mọi người. Thì cảm ơn tất cả anh em. Hôm nay mình lại có một số kèo đi lên cho tất cả mọi người nhé. Thì tất cả những máy bên mình bán ra, mình đều bảo hành 3 tháng cho tất cả mọi người nhé. Mình đều bảo hành 3 tháng cho tất cả anh em, dù là máy đời thấp hay đời cao, tất cả đều bảo hành 3 tháng hết cho tất cả mọi người. Còn main thì bảo hành main zin trọn đời nhé anh em nhé. Main bảo hành main zin trọn đời máy cho anh em. Thì đầu tiên này, mình lên hôm nay nhé, mình có số kèo lên cho tất cả anh em. Thì đầu tiên thì mình lên luôn cho anh em một con iPhone 12 mini anh em nhé. iPhone 12 mini, máy quốc tế full chức năng, không lỗi lầm gì em nhá. Đấy, pin thay mới 100% rồi. Dòng 12 mini chắc chắn là phải thay pin rồi, không thay pin thì không dùng được nữa anh em ạ. 12 mini này, bản 64GB này, máy Nhật full chức năng, máy quốc tế này, không lỗi lầm gì em nhá. Pin 100%, 5 triệu kèm phụ kiện cho tất cả anh em. 12 mini 5 triệu đồng kèm phụ kiện cho tất cả mọi người nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 bản 256GB, máy quốc tế full chức năng, pin 100%. Con này mình đã thay pin mới thôi, còn lại là ok nhá. Main màn zin, pin thay mới 100% cho tất cả mọi người. iPhone 11 thường, bản này là bản 256GB, cũng là máy Nhật nhá. Máy quốc tế full chức năng, pin 100%. Con này mình để cho anh em hôm nay với giá là 6.600.000 đồng kèm phụ kiện nhá. iPhone 11 bản 256GB, máy quốc tế full chức năng, không lỗi lầm gì, 6.600.000 đồng nhá, kèm phụ kiện cho tất cả anh em. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12, bản này là bản 64GB, máy quốc tế full chức năng. Con này thì mình báo luôn cho anh em là pin đã kém rồi nhá. Đấy, pin kém iPhone 12 thường, pin kém máy quốc tế full chức năng, không lỗi lầm gì. Con này thì mình để cho mọi người với giá là 6.400.000. Đấy, 6.400.000 12 thường, 64GB, máy quốc tế full chức năng, pin kém nhá. Hình thức thì cũng ok, màn này cũng đẹp nhá. 6.400.000 đồng cho tất cả anh em này. Đấy, 12 nhá, chỉ có 6.400.000 thôi. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 Pro, máy quốc tế full chức năng, bản 128GB. Con này main zin, màn zin, pin zin, zin áp nhé. Con này zin full zin áp anh em, mọi người ok chưa? Con này là zin full zin áp iPhone 12 Pro, bản 128GB, máy quốc tế full chức năng, không lỗi lầm gì. Main zin, màn zin, pin zin nhé. Zin áp, màn đẹp. Đấy, màn đẹp keng luôn. Vỏ cũng 99 trọng keng anh em nhé. Vỏ cũng đẹp luôn cho anh em ạ. Con này mình để cho mọi người với giá là hôm nay là 8 triệu bao nhiêu ạ? Hôm nay để cho anh em ra 8.600.000 nhé. 12 Pro 128GB, zin full zin áp, 8.600.000 đồng cho tất cả anh em. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12. Tiếp theo là mình lên cho anh em là một con iPhone 12 anh em nhá. Bản này là bản 64GB, máy quốc tế full chức năng, pin zin 93%. Anh em ok chưa? Màn đẹp anh em nhá. Con này mình bao cho anh em main zin, màn zin, pin zin. Con này pin 93%, pin zin theo máy nhá. Vỏ này ok luôn, cũng đẹp luôn anh em ạ. Con này máy là máy cũng là máy Nhật nhá, bản 64GB, main zin, màn zin, pin zin. Con này pin 93, mình để cho mọi người với giá là 6.800.000 đồng. Con này pin zin cao nhá, pin zin 9x mà màn lại đẹp, lại main, màn zin hết nhá. Mình để cho mọi người với giá là 6.800.000 đồng. Anh em đã có một con iPhone 12 bản 64GB, máy quốc tế full chức năng, full Face ID nha anh em. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 13 Pro Max. Ôi giời ơi, thực sự hôm nay là anh em ạ. 13 Pro Max bản 128GB, máy quốc tế full chức năng. Con này mình báo luôn là zin đét nhé, có nghĩa là main zin nhé, màn zin này, pin zin này, zin áp luôn anh em ạ. Con này zin áp luôn mọi người ok chưa? Máy Mỹ này, LLA này, bản 128GB này, pin zin là 86 này, zin áp đẹp keng anh em nhá. Con này để cho anh em giá là hơn 15 triệu một chút thôi. Đấy, để cho anh em hơn 15 triệu một chút thôi. Em màu xanh này. À con này, con này như là con này là mình để cho sorry anh em. Con này là mình nhận cọc rồi. Con này mình nhận cọc vừa rồi nhá. Hôm nay hàng vừa về là mình sẽ gửi cho em đấy luôn anh em nhá. Đấy. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 Pro. Nói chung là những cái hàng 13 Pro Max này nhá, mà hàng zin keng áp này nhá. Anh em nào cần thì nhắn tin cho mình nhá, mình vẫn còn rất chi nhiều luôn. Mình mai mình lại về rất chi nhiều nữa nhá. Nhưng mà con này thực sự là pin quá ngon, pin 86 quá ngon luôn. Lại đẹp keng zin áp nữa. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 Pro. Bản này là bản 128GB,
máy quốc tế full chức năng, pin thì đã thay pin mới 100% rồi nhá. Con này thay pin mới rồi. Đấy, bởi vì pin zin nó kém mà. Đã thay pin mới 100% rồi. iPhone 12 Pro cũng là máy Nhật bản 128GB, máy quốc tế full chức năng không lỗi lầm gì nhá. Con này hôm nay mình chỉ để cho anh em giá 8,5 triệu thôi. Em ok chưa? iPhone 12 Pro màu trắng, máy quốc tế full chức năng 8,5 triệu đồng cho tất cả anh em nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 Pro nữa, bản 128GB, máy quốc tế full chức năng. Con này thì pin sẽ là 80 mấy nhỉ? Con này pin zin là 80. Đây này, con pin zin là 85 thì phải. Cũng là máy Nhật, nói chung toàn là máy Nhật thôi anh em. Máy Nhật thì anh em yên tâm đi. iPhone 12 Pro bản 128GB, máy quốc tế full chức năng, hình thức đẹp luôn. Anh em nhìn viền đẹp dã man luôn anh em nhá. Màn đẹp luôn. Mà pin zin đang là 85%. Mình để cho mọi người với giá 8,7 triệu đồng nhá. iPhone 12 Pro 128GB màu xanh, máy quốc tế full chức năng không lỗi làm gì, 8,7 triệu đồng cho tất cả anh em nhá. 8,7 triệu đồng cho tất cả anh em. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 13 128GB, main zin, màn zin anh em nhá. Pin zin là 84%, máy quốc tế full chức năng không lỗi làm gì. Con này mình để cho anh em là 9,5 triệu nhá. iPhone 13 128GB, máy quốc tế full chức năng, main zin, màn zin, pin zin nhá. 9,5 triệu đồng cho tất cả mọi người nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 Pro Max, máy quốc tế full chức năng, full Face ID. Con này mình báo luôn đã thay màn nhá, còn lại là zin hết. Đấy, mỗi thay màn thôi, còn lại zin. iPhone 11 Pro Max, máy quốc tế full chức năng 64GB. Con này mình để cho mọi người giá là 6 triệu nhá. 11 Pro Max 6 triệu này. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone X Max, máy quốc tế full chức năng, pin 87%. X Max quốc tế full chức năng này 64GB em nhá, bản này là bản 64GB. Đấy, iPhone X Max, máy quốc tế full chức năng 64GB, pin đang là 87, pin zin theo máy nha mọi người, pin zin theo máy luôn. Con này mình để cho mọi người với giá 5,6 triệu, em ok chưa? Đấy, máy màu đen, 5,6 triệu đồng, máy quốc tế full chức năng không lỗi làm gì cho tất cả anh em nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 Pro Max, bản này là bản 128GB, à bản này bản 256GB, máy quốc tế full chức năng, hình thức đẹp luôn. Đấy, hình thức vỏ zin như này là quá là đẹp rồi anh em ạ. Vỏ zin của 12 Max này là quá là ngon rồi. Con này mình sẽ thay pin mới 100% cho anh em luôn nhá. Con màu đen này mình sẽ thay cả pin mới 100% cho mọi người luôn. Đấy, hiện tại pin zin đang dưới 80 này, nó báo dịch vụ này. Con này mình để cho mọi người giá là 12 triệu nhá. 12 triệu 12 Pro Max bản 1 bản 256GB, máy quốc tế full chức năng, pin 100% nha anh em. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 Pro Max, bản này là bản 128GB thôi. Đấy, mà máy quốc tế full chức năng. Con này thì mình báo luôn cho anh em là vỏ nó hơi phế một chút nhá. Đấy, vỏ hơi phế này một chút này. Vỏ hơi phế một chút, pin zin đang là 85-86%, 86 đấy. Vỏ hơi phế một chút như này. Mình để cho mọi người với giá là 10 triệu bao nhiêu? 10,5 triệu đồng kèm phụ kiện cho anh em luôn. iPhone 12 Pro Max này, máy quốc tế full chức năng này, bản 128GB anh em nhá. Pin zin là 86%, 10,5 triệu đồng cho tất cả anh em. Ok chưa? 10,5 triệu này. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 Pro Max nữa, bản 128GB, máy quốc tế full chức năng, hình thức con này đẹp luôn anh em nhá. Hình thức con này đẹp luôn, đẹp chín chín luôn anh em ạ. 12 Pro Max bản 128GB, máy quốc tế full chức năng không lỗi làm gì. Con này mình để cho mọi người giá là 11 triệu anh em nhá. iPhone 12 Pro Max này, máy Mỹ này, LLA này, 128GB này, máy đẹp nhá. 11 triệu đồng cho tất cả anh em. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 Pro Max nữa. Con này bản cũng 128GB, máy quốc tế full chức năng màu vàng gold nhá. Pin zin là 88%, quá ngon anh em ạ. Màu vàng gold, pin zin là 88%, máy quốc tế full chức năng không lỗi làm gì. Con này thì mình để cho mọi người với giá hôm nay là 12 Pro Max này bản 128GB. Con này máy màu vàng nhá, cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn, mà pin zin đang là 88%. Con này mình để cho mọi người hôm nay với giá là 11,1 triệu đồng thôi. 12 Pro Max 128GB, 11,1 triệu đồng cho tất cả anh em nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 Pro Max, máy quốc tế full chức năng, main zin, màn zin này, bản 128GB, à bản 64GB nhá. 11 Pro Max thì không có bản 256, à không có bản 128 đâu. Ô, con này chỉ là bản 64GB thôi nha anh em. iPhone 11 Pro Max, máy quốc tế full chức năng 64GB. Đây, 64GB nha mọi người. Con này máy Mỹ này, à máy Nhật này, 64GB này. Bản máy quốc tế này full chức năng này, pin đang là 83% anh em nhá. Pin zin đang là 83%, máy quốc tế full chức năng, main zin, màn zin, pin 83. Để cho mọi người với giá là 8,2 triệu đồng cho tất cả mọi người nhá. 8,2 triệu này. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 thường. Con này bản là 256GB, máy quốc tế full chức năng, pin 100.
Con này pin 100 chắc chắn là mình đã thay pin mới rồi em nhá. Pin 100 chắc chắn mình đã thay pin mới rồi. Con này thì mình để cho mọi người với giá là nếu mà pin 100 nhá. Còn hiện tại đây pin đang là đây. Cái là cái bấn anh ạ. Pin nó đang dưới 80 thì mình đang để cho mọi người giá là 6,4 triệu anh em nhá. Còn cả thay pin vào là 6,6 triệu cũng như con trắng luôn. Máy quốc tế full chức năng bán 256GB. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone XR độ 15 Pro anh em nhá. Máy quốc tế full chức năng. Con này thì pin đang là pin zin là 86 15 Pro luôn nhá. XR độ này 64 này, bản 64GB này, pin đang là 86%, máy quốc tế full chức năng không lỗi làm gì. Con này mình đang để cho mọi người với giá là 5.700.000 đồng nhá. 5.700.000 đồng máy quốc tế máy quốc tế full quên sorry anh em. 4.700.000 đồng sorry mọi người nhá. 4.700.000 đồng XR độ 15 Pro nhá. 4.700.000 đồng cho tất cả anh em nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone XS. Đấy, máy quốc tế full chức năng màu vàng gold, máy đẹp luôn. Con này thì mình báo luôn là main zin màn zin pin đã thay mới nhá. Main zin màn zin pin thay mới 100% rồi. Đấy, máy quốc tế full chức năng không lỗi gì, XS nhỏ gọn ấy. Hiệu năng ok đây. Để cho mọi người hôm nay con này với giá là 4 triệu bao nhiêu. XS màu vàng gold này. Đấy, màu đẹp luôn nhá. Viền ok này. Máy quốc tế full chức năng main zin màn zin pin thay mới 100 này, để cho người giá 4,6 triệu nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone X. Bản này là bản 256GB. Ui giời ơi. X256 á. Con này X256 nha mọi người. X256GB máy quốc tế full chức năng không lỗi làm gì nhá. Con này mình để cho người giá là 3,9 triệu thôi. Đấy, X quốc tế 256GB full chức năng 3,9 triệu cho tất cả mọi người này. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 128GB, máy quốc tế zin full zin áp nhá. 6.700.000 đồng cho tất cả anh em. 12 thường 128GB, máy quốc tế full chức năng zin full zin áp nhá. 6.700.000 đồng cho tất cả mọi người nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 8 Plus, máy quốc tế full chức năng vân tay vân chân đầy đủ nhá, không lỗi làm gì này. Pin thay mới 100% rồi, nói chung là 8 Plus bây giờ mà không thay pin thì thực sự là mọi người không thể dùng được đâu. Pin nó cực kỳ kém luôn anh em ạ. iPhone 8 Plus máy Mỹ này LLA 64GB này, hình thức đẹp nhá, pin 100%. Em gửi chưa? 3.200.000 đồng kèm phụ kiện cho anh em luôn. Đấy, 3.2 triệu kèm phụ kiện sạc ốc linh cường lực cho tất cả mọi người nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone XR. XR độ 10 XR sorry anh em, XR zin nhá. XR zin full zin up anh em nhá. Máy quốc tế full chức năng không lỗi làm gì. Pin đang là 80 bản này bán 128 nhá, pin 84. XR zin full zin up pin 84% để cho người giá là 4.700.000 đồng cho tất cả anh em nhá. 4.700.000 XR zin full zin up đẹp keng luôn. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone XR nữa, bản 128GB cũng giống như con cam luôn. Như con hai con này đều là máy quốc tế, đều full chức năng, đều zin full zin áp nha, máy Nhật. Bản 128GB, hình thức đẹp keng, pin zin 88%. Con này mình đang để cho mọi người với giá là 4,8 triệu nhá. Zin full chức năng zin áp 4,8 triệu đồng, màn to bên châu chiến mọi loại game cho anh em đây. Đấy, màn như là 11 luôn. Màn như 11 luôn, hình thức như mà lại rẻ hơn được hơn 1 triệu nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 8 Plus, máy quốc tế full chức năng bản 256GB, cũng là máy Nhật nhá. Pin thay mới 100%. Đấy, bản 256 này. 256 thì để cho người giá là 3,6 triệu nhá. iPhone 8 Plus, máy quốc tế full chức năng 256GB, máy quốc tế full chức năng pin 100 nhá, hình thức ok luôn, để cho người giá là 3.600.000 đồng cho tất cả mọi người nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone cuối cùng đây, là một con iPhone X anh em ạ. X quốc tế full chức năng 64GB, zin full zin up anh em nhá. Con này mình để cho mọi người với giá là 4 triệu bao nhiêu. iPhone X máy quốc tế zin full zin áp không lỗi làm gì nhá, 4,2 triệu. iPhone X này máy quốc tế này zin full zin áp pin 88 nhé mọi người, không pin kém đâu. Đấy, pin zin đang là 88%, hình thức đẹp keng luôn, zin full zin áp anh em nhá. 4,200.000 đồng kèm phụ kiện cho tất cả anh em nhá. X 64GB mà để cho anh em này giá 4,1 triệu đi, để cho anh em này với giá chỉ là 4,1 triệu thôi. X 64GB zin keng áp nhá, pin 88%. Đấy, ok anh em. Thì hôm nay mình có một số kèo lên cho tất cả mọi người. Mọi người mà cần mình mua bán sửa chữa hay là tư vấn bất kỳ cái máy nào thì nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho em qua số điện thoại em để phần này, màn hình nhá. Cũng là số Zalo của em là 0337606917 nha anh em. Bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình nha. Hẹn mọi người gặp lại mọi người video ngày hôm sau.